Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu của buổi trưa ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội, hành động và ngôn tình ngắn, có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của tác giả nữ Minh Nguyễn. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện này. Và sau khi kết thúc bộ truyện ngày hôm nay, Hồng Nhung hứa hẹn đến quý vị và các bạn một siêu phẩm mà quý vị cũng đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Bộ chuyện gì ghẻ phần 4 Hay còn có cái tên riêng nữa Đó là Lửa đen Mà Hồng Nhung biết là quý vị rất rất mong chờ bộ chuyện này Chính vì thế quý vị đừng bỏ lỡ nó Bằng cách bấm like Đăng ký kênh youtube chị Dậu Để chúng ta tiện cho cái việc theo dõi mỗi ngày Và bộ truyện của chúng tôi sẽ được phát hành Ở trong group Ở trên facebook của Hồng Nhung có tên là chị Dậu nữa Quý vị nhớ follow chị Dậu Fanpage ở trên facebook Để chúng ta tiện cho quá trình theo dõi Vì ở trên đó thì sẽ không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện của các quý vị khán giả. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 6 của Vốn Dĩ là Nhân Duyên, cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện hấp dẫn này. Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. hai chiếc máy bay vừa bay lên khỏi cánh rừng. Tôi cũng còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn run sợ. Hàn Phong ngồi bên cạnh liền nắm chặt lấy tay tôi. Chỉ nắm chặt thôi chứ không nói gì. Cảm giác giống nhanh ấy vừa tìm lại được vật quý giá. Nắm chặt lấy không muốn buông tay. Chiếc máy bay bắt đầu lắc lư trao đảo. Và phi công nói với chúng tôi. Máy bay mất kiểm soát rồi, tôi nhảy đây. Phi công có dù liền nhảy khỏi máy bay. Máy bay vẫn cứ trao đảo. Hàn Phong cố ôm lấy tôi Bởi với cái độ cao này mà nhảy ra Chỉ có tan xương nát thịt Tôi hỏi Hàn Phong Làm sao đây chú Cùng chết với em tôi nguyện lòng Tôi yêu em Trong hoàn cảnh sinh tử này mà Hàn Phong còn chiếm lên môi tôi Sau đó chúng tôi ôm lấy nhau Thôi thì lúc sống không gần nhau Lúc chết được bên cạnh nhau cũng được Chiếc máy bay rơi vào xoáy cánh rừng Đập vào từng nhánh cây Chiếc máy bay cũng gần như tiếp đất chỉ còn cách tầm 3 mét nữa Hư hỏng nặng Còn bị bắt lử Chúng tôi ai cũng chảy xước Nhưng mà may là vẫn còn sống Tôi lay tay Hàn Phong đang tựa đầu vào ghế trước Chú ơi may quá chúng ta còn sống này Ừ Gương mặt điển trai đấy cũng đầy vết xước Mồ hôi tứa ra Tay thì đang ôm lấy vùng bụng Nhìn vẻ mặt ấy tôi liền nhìn theo hướng tay và mặt hốt hoảng Máu Chú, chú bị thương rồi. Tay tôi lún cuống chặn vết thương nơi bụng của Hàn Phong. Anh ấy thều thào và nói với tôi. Mau nhảy ra khỏi đây, máy bay sắp nổ rồi. Tôi nghe lời nhảy xuống phía dưới trước. Hơi cao nên tôi thấy cũng khá yểm. Hàn Phong thì nhảy xuống sau. Vì động đến vết thương nên anh ấy không thể tự đứng dậy được. Nước mắt tôi chảy ra vì lo lắng. Tôi lại đỡ lấy Hàn Phong. Chú ơi, chú có sao không? Chú có đau nhiều lắm không? Mau đi thôi Tôi dìu Hàn Phong đi một đoàn xa Nếu ở gần quá kẻ địch Tìm đến thì chỉ có mà chết Bởi chúng tôi thất thế Lại không có vũ khí gì cả Càng ngày sắc diện của Hàn Phong càng tái đi Đi lúc lâu chúng tôi Mới đi đến ở một hang đá nhỏ Ngồi bên cạnh kia là bờ suối Tôi dìu anh vào đó và đặt anh ngồi tựa vào phiến đá Tôi đưa tay gỡ áo anh lên Vết thương có vẻ cũng hơi sâu Vì bị vật nhòn đâm phải Tự dưng bây giờ tôi thấy mình thật yếu đuối Tôi chỉ biết khóc thôi Bởi vết thương chảy nhiều máu sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm Chú ơi làm thế nào bây giờ Vết thương của chú làm thế nào đây Hàn Phong đưa tay lên lau nước mắt đang chảy trên má tôi Người tôi cũng như người anh chảy sức và lấm lem hết cả Đừng khóc Tôi không sao việc tràn vết thương là được Chú chờ tôi một chút Tôi định đứng lên Hàn Phong liền nắm lấy tay tôi Em đi đâu? Cháu ra kia lấy một chút nước sạch Cháu sẽ vào ngay Hàn Phong gái gật đầu Mệt mỏi thả lỏng người ra phía sau Tôi đi ra khỏi hang lại bên suối Xé miếng vải rách ngay quần Chân tôi cũng bị chảy xước khá nhiều Máu cũng tớ ra đau rát Nhưng mà tôi vẫn cố gắng chịu đựng Bởi bây giờ tôi là chỗ rửa cho Hàn Phong Nhìn quanh tôi lấy những cái lá to rửa sạch rồi gọp lại với nhau hứng một chút nước sạch nơi suối và mang vào hàng. Chú ơi, uống một chút nước đi. Hàn Phong cũng cố gắng gường dậy uống chút nước. Sau đó tôi lấy gỡ áo anh lên, đổ nước sạch ấy qua vết thương, cho sạch và khỏi bị nhiễm trùng. Tôi xé miếng vải trên áo tôi một khoản dài, đủ để buộc được hai vòng chắc chắn quanh eo của Hàn Phong. Vì xé hai vòng nên cái áo của tôi bây giờ có hơi ngắn cỡ một chút. Tôi lại để Hàn Phong dựa vào trong đá, Chú nghỉ ngơi một chút đi Cháu đi sẽ đi kiếm cái gì ăn Đừng đi xa và đừng để tôi lo lắng cho em đấy Cháu biết rồi Tôi ra ngoài suối Mong kiếm được con cá to Hay là con cua gì đó để ăn Nhưng đây là suối cạn Lại không mong có cá cua gì được Tôi lội ngược lên rừng tìm một chút quả dại Cũng may là có vài cái quả dại Tôi kéo thêm vài nhánh cây Để chỗ lót tràn vào nghỉ ngơi Sau đó tôi lấy thêm vài nhánh cây to Che cửa hang lại trên rừng trên núi này sợ có thứ giữ thì chết. Trời cũng nhanh sập tối quá. May là Hàn Phong có mang theo bật lửa, nên tôi cũng tạo được đám lửa nhỏ trong hang. Mà Hàn Phong mang theo bật lửa làm gì nhỉ? Tôi chưa từng thấy ông chú già đó hút thuốc. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, mưa rất to. Cái lạnh trong hang cũng đủ ấm da thịt. Hàn Phong tuy bị thương nhưng vẫn, vẫn nằm đó ôm lấy tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà ôm lấy anh ấy. Như chú tự nói thì đời con gái của tôi cũng đã trao vào tay Hàn Phong rồi còn gì. Đến cảnh đó, tôi nghĩ lại lại thấy xấu hổ. Mặt mỗi cơ thể cũng nóng bừng lên. Hàn Phong nhẹ nhàng và nói với tôi. Tôi xin lỗi vì thời gian qua tôi đã làm em buồn và tổn thương. Tôi cứ nghĩ rằng quên em đi, để em khỏi phải đau khổ hay là dần vặt. Tôi cứ nghĩ quên em đi thì em sẽ tìm được hạnh phúc mà em chọn. Chứ không ép buộc em bên cạnh người mà em không yêu. Tôi tôi che miệng anh ấy lại cắt ngang câu nói của anh ấy chú đừng nói nữa chú sau này vừa bên cạnh cháu và yêu thương cháu thật nhiều không cho phép rời xa cháu nửa bước đâu đấy tôi biết rồi hàn phong lại ôm tôi và ghề vào lòng đang bị thương mà còn trêu ghẹo tôi được nếu tôi không bị thương trong hoàn cảnh này em đã bị tôi ăn sạch sẽ rồi ăn cho bù hết là những tháng ngày tôi sai Tôi tự nhận thấy trái tim tôi cũng muốn nhảy ra ngoài Tôi cũng cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập mạnh và không thua kém gì tôi cả Ngoài trời kia mỡn mưa Nhưng mà trong đây lại đầy hơi ấm của hạnh phúc Lúc nửa đêm Hàn Phong rồi sốt cao Cả cơ thể nóng rực Mồ hôi cũng không thể chảy ra Nếu sốt mà mồ hôi không chảy ra thì làm sao mà hết sốt được Tôi lại luống cuống không biết làm thế nào Lục lại hết kiến thức chỉ có hình thức ra Áp ra thì mới làm dịu cơn sốt nhưng mà ra áp ra có nghĩa là anh ấy không mặc gì Tôi cũng sẽ không mặc gì Như thế thì Thật là xấu hổ chết mất Nhưng nhìn lại Hàn Phong đang sốt mê man Môi tái nhạt khô giáp Thì tôi phải biết làm thế nào đây Liều mình Tôi cởi từng chiếc nút áo sơ mi cho anh ấy Tiện tay cởi dây nịt để tháo luôn chiếc quần dài Bởi sốt mà mang nhiều đồ Cũng không tốt Anh ấy chụp lấy tay tôi Tuy sốt cao Nhưng anh ấy vẫn còn chút tỉnh táo Em là đang muốn làm gì? Em... Em muốn làm hạ sốt cho anh. Sau đó tôi ngại ngùng cởi đi cả đồ của mình nữa. Nhẹ nhàng nằm bên cạnh vốn lấy ấy, Hai cơ thể không mảnh vải che thân, áp sát vào nhau. Tôi lấy cái áo của anh ấy che lên trên. Không biết anh ấy có hạ sốt không? Chứ tôi là tôi muốn sốt luôn rồi đấy. Trời gần sáng tôi cũng vừa tỉnh. Thật ra cả đêm tôi không ngủ được với cái tư thế khó đỡ này Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên trán sờ xem thế nào. Rất tốt, đã hết sốt rồi. Nên tôi nhẹ nhàng bỏ cái tay đang ôm eo nhỏ của tôi ra. Nhìn lại cánh tay anh ấy đêm qua, tôi chắc giờ cũng đã mỏi nhừ rồi còn gì. Tôi định ngồi dậy để lấy quần áo, mặc lại trước khi anh ấy kịp tỉnh. Nhưng mà cái vòng tay lớn ấy đã kéo ngược tôi lại. Đầu tôi cũng ngả ra phía sau. May là có cánh tay đấy đỡ, Ánh mắt ấy không còn lành lùng như mọi khi Mà nó tình cảm ấm áp kiểu gì Theo tự nhiên tôi đưa tay lên trên lấy ngực Giọng có một chút ngại ngùng Anh... Anh tỉnh rồi đấy à Mới tỉnh Và chưa gì đã nghe cái mùi giấm chua ở đâu đây Sao không gọi chú nữa đi Suốt ngày chú chú Thì em thấy anh với Ngọc Bội thân thiết quá Cô còn phải gọi anh rất thân mật bằng hai chữ Hàn Phong còn gì Ghen ngược đấy à Em không có ghen Tuy nói là không ghen Nhưng mà khuôn mặt tôi lại bí dị ra Khó coi một chút Hàn Phong liền hôn lên trán tôi và nói Ai cũng gọi tôi là Hàn Phong Chỉ có em mới được cái quyền gọi tôi là Phong Được rồi Tên cũng coi như không quan trọng đi Nhưng mà thời gian qua anh và Ngọc Bội đã rất thân thiết à Còn để cố ra đầu cho nữa Em lại ghen đấy à? Em không có Tại sao mà em phải ghen chứ? Em... Bất ngờ cả cơ thể Hàn Phong đè ngược lên cơ thể tôi Ánh mắt lại có một chút sắc dục Vậy cô ở đụng ở đâu? Em cứ đụng lại chỗ đó gấp 100 lần là được Đôi môi anh ấy đang cố chiếm lấy cái cổ bé nhỏ của tôi Tôi lắp bắp nói Anh Anh còn đang bị thương đấy Không nên vận động đâu dù có bị thương nhưng mà gần em tôi luôn muốn vận động mạnh một chút anh nụ hôn quyến rũ đấy kích thích mần mề tôi nó kéo từ cổ tôi đến ngực cái tay đang che ngực vướng víu cũng bị anh lấy ra những nụ hôn nhẹ lên bờ ngực căng tròn quyến rũ cái lưỡi nghịch ngợm đang đá lấy cái hàn đậu nhỏ cảm giác kích thích bội phần giây phút này anh làm tôi muốn anh thật nhiều Muốn trao cho anh hết bao nhiêu yêu thương Muốn hòa quyện lại thành một Bàn tay cũng không thô bạo Mà nắn bóp quả đào rất nhẹ nhàng Như là anh đang rất trân trọng tôi vậy Miệng anh di chuyển dần xuống phần bụng của tôi Tôi cảm nhận được cơ thể của anh Đang nóng dần lên Và cả cơ thể của tôi cũng thế Tiếng động từ bên ngoài Khiến anh nhanh tay lấy cái áo Phủ ngang hai chúng tôi lại Ánh mắt dần chuyển qua sắc lạnh như con sói sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Người bước vào đầu tiên chính là anh tự. Có mấy người khác bước vào theo, nhưng đã kịp bị anh tự đuổi ra. Hàn Phong, Hoa Dung, mày quá tìm thấy hai người rồi. Mà hai người đang làm cái gì đấy? Mặt tôi thì đỏ lên. Mặt của Hàn Phong thì đen lại, như là có cả một bầu trời xám dịch đang bao quanh lên anh tự. Dù là biết rồi, nhưng mà anh tự vẫn cố tình trêu. Hàn Phong lạnh lùng và lên tiếng Anh đến thì tôi cảm ơn Nhưng không đúng lúc cho lắm Ra ngoài Ý chà Nếu mà biết thế này thì tôi đã ở ngoài thêm tiếng rồi <laughs> Vậy hai người cứ tự nhiên đi nhá Chúng tôi đợi được Không có sao đâu Hai người cứ thông thả Anh tự đi ra ngoài Tôi đưa hai tay lên che mặt lại Lý nhí và nũng nịu Ôi xấu hổ quá Em chờ đấy Về nhà nhé Tôi sẽ en em cho nó bằng sạch Bộ anh là hổ đói đấy à Đối với em tôi lúc nào cũng đói Tưởng đâu ông chú già như cục đá Gốc cây khô khan chứ Ai ngờ cũng biết nói những câu đầy tình phết Chúng tôi mang lại áo quần rồi chuẩn bị ra ngoài Vết thương anh ấy có dấu hiệu chảy máu Anh xem Cử động mạnh động đến vết thương rồi kia kìa Tôi không quan tâm Em đợi về nhà đi rồi biết nhé. Tôi sẽ vận động với em cho đến khi lành vết thương mới thôi. À mà không, lành rồi lại càng phải vận động nhiều hơn mới được. Đúng là cái đầu xấu xa. Tôi dìu Hàn Phong ra ngoài. Cái áo của tôi hơi ngắn nên anh đã lấy áo của anh tử cho tôi mặc. Tránh những ánh mắt xấu xa nhìn tôi. Cùng lúc đó tại bệnh viện Gala, Khải Uy mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế chờ hành lang. Ngọc Bồ cũng thế, tay luôn chấp lại vào nguyện cầu. Mong rằng Nam Lâm sẽ qua được cơn nguy hiểm Bởi đã hơn một ngày trôi qua rồi Nhưng anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh Do mất máu quá nhiều Chẳng ai còn bận tâm nhắc đến tôi hay Hàn Phong nữa Đối với Khải Uy Thì Nam Lâm bây giờ là nhất Tôi chưa bước vào trái tim anh ấy Nên tôi cũng không biết được Vị trí của mình nằm ở đâu Tiếng bác sĩ còn lớn Người nhà đâu Ai là người nhà của bệnh nhân Nam Lâm Ngọc Bồi chạy vội lại khuôn mặt cực kỳ căng thẳng anh ấy sao rồi ạ anh ấy tỉnh chưa ạ đã có dấu hiệu hồi tỉnh một người vào thăm một thôi nhé sức khỏe bệnh nhân còn yếu lắm vâng cảm ơn bác sĩ ạ à. ngọc bộ đi nhanh lại phòng hồi sức nhưng y tá cản cô lại bắt cô phải mang đồ tiệt trùng mới cho vào khải Huy cũng muốn vào nhưng tất thảy đều nhường cho cô ấy hết bởi người nam lâm cần bây giờ là cô ấy Chứ chưa chắc là anh Nhưng mà nghe tin Nam Lâm tỉnh Anh cũng rất mừng Bây giờ mới có thời gian lo lắng cho tôi Lo thì lo về tôi Chứ anh biết Bên cạnh người yêu tôi Kiểu gì cũng được an toàn Và đến trong phòng Dây nhở nhàng nhịt trên người Nam Lâm Anh phải dùng đến máy trở thở nữa Ngọc Bộ lại ngồi bên và khóc sụt xịt Anh đúng là bị điên mà Tại sao lại vì em mà đến đây Em không xứng để anh dấn tần vào nguy hiểm như vậy đâu Anh mau tỉnh lại đi Đừng nằm im như thế cũng được không? Anh không phải là người cam chịu mà. Ngọc Bội cứ khóc. Không hiểu sao Nam Lâm cũng chảy nước mắt ra. Nhưng hơn một ngày Nam Lâm mới thực sự tỉnh lại. Người đầu tiên anh thấy chính là Ngọc Bội. Thấy trên gương mặt cô ấy bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu sự hốc hác. Có phải tất cả đều dành cho anh không? Cô có ổn không? Ngọc Bội khóc như một đứa trẻ. Còn trách mắng cả Nam Lâm nữa. Giờ anh còn lo cho em à? Anh bị thương, đến ngốc cả người ra rồi đấy à? Đừng khóc. Tôi ổn mà. Anh làm em lo muốn chết. Nếu anh không tỉnh lại thì biết làm thế nào? Nam Lâm đưa tay nắm lấy tay ngọc bội, khái nhảy miệng cười. Cô bình an, tôi cũng sẽ bình an. Không có cô, tôi cũng không muốn bình an nữa. Ngọc bội vẫn cứ khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy yếu đuối như vậy Mạnh mẽ mãi rồi cũng mệt mỏi chứ Sau vụ này tình cảm anh em Khải Uy và Nam Lâm có bước tiến triển hơn nhiều Sau khi về lại Vết thương của Hàn Phong Cũng đã được xử lý Tôi luôn bên cạnh chăm sóc anh ấy Nhưng hình như từ lúc bị thương Anh ấy có vẻ làm đúng hơn thiệt phải Giờ anh ấy đang ngồi tại bàn làm việc Tôi mang thuốc lên cho anh ấy Theo toàn của bác sĩ Phong anh đừng làm việc nữa, con đang bị thương. Mau nghỉ ngơi và dưỡng sức đi. Hàn Phong đưa tay ngoắc tôi lại bên cạnh. Lại đây. Tôi đi qua bên cạnh. Chắc anh ấy có chuyện gì muốn nói với tôi. Sao ạ? Vừa dứt lời, Hàn Phong liền kéo tôi ngồi ngay xuống chân anh ấy. Anh ấy tay cũng vòng qua cái eo nhỏ của tôi. Đôi mắt nhìn tôi đầy tình. Tôi ấp úng và e ngại. Anh... anh muốn nói gì với em? Anh ấy không nói gì hết, cứ nhìn tôi thôi. Càng nhìn tôi lại càng thấy ngại ra. Anh nhìn em muốn tan ra rồi đấy. Không cần nói gì cả. Hàn Phong ấm tôi lên. Tôi thực sự sửng sốt. Này, vết thương của anh còn chưa lành. Thuốc còn chưa uống nữa đấy. Ăn em xong, mọi thứ khác tôi làm xong. Tim tôi đập nhanh hết cỡ. Ông chú già này mà cũng có ngày không còn chút liềm sỉ như vậy sao? Hàn Phong bế tôi đặt lên giường, nhanh tay mở hết các nút của chiếc áo sơ mi sạm màu, rồi nhanh chóng áp sát lại tôi. Hoa Dung, tôi yêu em. Tôi không cho phép em được rời xa tôi thêm một phút. Tôi cũng tròn tay ôm lấy cổ của Hàn Phong. Em không đi đâu nữa. Suốt một đời một kiếp, yêu anh. Bàn tay anh tròn qua sau cổ tôi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Hai khuôn mặt áp sát lại gần nhau, cả hơi thở cũng thấy thật gần gũi. Giờ tôi không chảy nữa, tôi muốn giữ lấy người đàn ông của đời mình, muốn mang lại cho anh ấy thật nhiều hạnh phúc. Môi anh bắt đầu chiếm lấy môi tôi, một cảm giác ngọt ngào từ mà đong, nụ hôn cực kỳ điêu luyện, nó khiến tôi cứ đê mê lần lần. Bàn tay anh chuyển sang bên hông kéo khóa váy tôi ra, rồi tột hẳn xuống. Tôi vứt bỏ luôn cái dây ngực vướng víu, từng nụ hôn miên man Chân anh đặt vào giữa hai chân tôi Một bàn tay nắm lấy tay tôi Bàn tay khác thì mân mê đầu ngực Căng mọng của tôi Tôi cả rên rỉ Vâng Em yêu anh Bàn tay siết chặt hơn Cái áo cùng cái quần anh đang mặc Cũng nhanh chóng được vứt bỏ Cả hai chúng tôi bây giờ thật sự không còn gì trên người nữa Bởi cái quần nhỏ xíu cũng mới bị anh vứt đi nốt Cánh môi mềm di chuyển xuống cổ Dừng lại một chút ở xương quay xanh Di chuyển qua phía bên vai Xuyên nụ hôn dừng lại nơi bầu ngực Hơi thở của tôi gấp gáp hơn Môi anh đi đến đâu Là bao nhiêu dây thần kinh cảm giác của tôi Đều hoạt động lên đến đấy Anh quay lại môi tôi Mân mê như cánh hoa mềm Đôi lúc cắn nhẹ Tôi cảm thấy sinh lực bên trong anh Đang dâng lên cuồn cuộn Nó thể hiện bằng những hạt mồ hôi lấm tấm Trên gương mặt trên thân và nhất là trên cái cơ ngực săn chắc đó. Từng hơi thở gấp gáp của Hàn Phong đều đều bên tai tôi. Lời nói thì thì thầm. Anh yêu em, anh... Cánh cửa phòng bị mở ra. Lúc này tôi và anh mới nhớ lúc nãy mình quên chưa đóng cửa. Anh tự lời đi vào. Hàn Phong, có... Lúc đó Hàn Phong cũng nhanh trí lấy tấm chăn tràng lên chúng tôi. Ánh mắt đầy lửa của Hàn Phong đang nhìn anh tự Từ bao giờ mà anh học được cái thói vào phòng em mà không có cửa thế à, Tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi Khách hàng họ chờ được Tôi sẽ canh trường một không cho ai vào Anh tự vội đi ra và đóng cửa lại Chiếc gối trên giường cũng bay ngay tới cửa Tôi lấy tay che mặt, Nóng nỉu một chút Ôi, xấu hổ quá đi mất Đã bị hai lần rồi hàn phong gỡ tay tôi xuống miệng cười đầy ẩn ý em chỉ có thể chết ở dưới thân tôi thôi hàn phong đưa chân tôi gác lên eo anh và chuyện gì đến cũng sẽ đến chúng tôi đã thực sự hòa quyền với nhau hôm đó không biết bao nhiêu lần mà lúc muốn bước xuống giường chân không lết nổi cả cơ thể dán rời sau mỗi cổ khoan ái anh thường ôm lấy tôi vào lòng bàn tay xoa nhẹ trên thân tôi Lâu lâu lại hôn môi Có khi là còn hôn trán nữa Từ giờ phút này tôi đã chính thức là người đàn bà của anh Nhưng bỗng dừng có vài câu hỏi chạy ngang trong đầu Cho nên tôi mới hỏi anh ấy Phong Em không nghĩ là Phúc An lại làm như thế Dù sao bọn em cũng đã bên nhau một thời gian dài Cái khó nghĩ nhất là lòng người Bởi vậy em chỉ cần tin mình anh thôi tôi siết chặt tay đang ôm nơi eo anh nó len lỏi lên một chút cảm giác sợ phong anh có biết không hôm đó phúc an đến chỗ em chơi em đã nấu vài món và mời cô ấy nhưng khi ăn uống xong lúc tỉnh lại em thấy mình nằm trong một cái thùng gỗ có khe hở để em thở nữa lúc đó em sợ cực kỳ sợ cái cảm giác chật chội và tối tam đấy em lúc đó không khác gì một món hàng và đồ đóng thùng và cái em sợ nữa là không còn được gặp lại anh nữa phong cũng lại siết chặt vòng tay anh ấy vào tôi đôi môi chiếm lấy đôi môi tôi và cắn nhẹ em biết không khi mà anh nghe tin em bị bắt cóc tâm trí của anh bấn loạn chỉ muốn có thể bay đến chỗ em ngay lập tức bởi anh không muốn em sợ hãi không muốn em bị người ta tổn thương và sợ nhất là nếu gặp lại em thì là phần xác hay là phần hồn anh sợ lắm cũng may mọi chuyện đều xảy ra trong sự may mắn phong chúng ta từ bỏ tất cả được không anh cũng đừng huấn luyện sát thủ nữa mình nắm tay nhau đi khắp mọi nơi cùng hạnh phúc bên nhau và vui vẻ có được không anh đồng ý anh cũng không muốn những đứa con sau này sẽ đi vào con đường của anh Phong, chưa dính đã nghĩ đến cái chuyện con cái rồi sao? Anh nghĩ đến ngay bây giờ là vừa xấu xa. Mà phúc an bây giờ không biết cô ấy thế nào rồi, chắc chết tươi rồi. Chết đó. sao lại chết được? Bởi vì thuốc anh đưa cho cô ta là thuốc giả, chỉ có ngọc bội là thật. Sao anh lại đưa cho cô thuốc giả? bởi lúc điều tra, anh đã thấy cô ấy có mùi của phản bội. Có lần còn thấy cô lục loại trong phòng quá nữa. Kết cục cho cái phản bội thật tệ. Hàn Phong lại đè lên người tôi. Kệ người ta. Chúng ta mau chỉ nên làm việc của mình thôi. Phong, vừa mới nãy... Hàn Phong không cho tôi nói. Đôi môi anh lại chiếm lên môi tôi. Chúng tôi lại hòa hợp thành một. Cốn quyết không rời trong căn phòng hạnh phúc đấy. Một thời gian sau, khi mà vết thương của Nam Lâm hoàn toàn bình phục, và anh ấy cũng đã đi lại được. Cũng ngay viên đạn hôm ấy không chạy vào vùng nguy hiểm. Và cũng may là anh mảng lớn, nếu không thì đã xanh cỏ dưới kia rồi. Hôm nay Nam Lâm đưa Ngọc Bồi đến nơi mà bao nhiêu năm nay anh không dám bước chân đến. Đó là ngôi mộ của mẹ anh. Một bó hoa được đặt lên trước mộ. Nam Lâm lên tiếng. Mẹ ơi, giờ đây Nam Lâm đến thăm mẹ đây, sau từng ấy năm nhờ cô ấy con mới có dũng khí con mới lại làm con mẹ 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 cứ yên tâm an nghỉ và đừng lo lắng cho con nữa con đã tự biết lo cho mình con xin giới thiệu với mẹ đây là người yêu của con mẹ trên cao chúc phúc cho bọn con mẹ nhé bàn tay nam lâm trước mổ mẹ anh nắm chặt lấy tay ngọc bội không biết từ bao giờ ngọc bội đã trao chọn con tim mình cho anh một người đàn ông xem cô hơn cả sinh mạng. Cô yêu anh không phải vì nghĩa hay vì ơn. Mà vì tình yêu anh dành cho cô quá lớn. Nó xoay chuyển được trái tim cô trước cũng như con người cô. Hàn Phong và tôi từ bỏ tất cả. Hôm nay chúng tôi cùng đi lại cái chốn quen thuộc. Đó là nước Ý. Anh nắm tay tôi bình thản đi dạo trên con phố cũ. Vẫn là... Cô bé bán hoa năm đó Nay lại mời Hàn Phong mua hoa Chú ơi Chú mua hoa tặng cho chị xinh đẹp đi ạ à? Cháu có bao nhiêu chú sẽ mua hết Cháu có nhiều lắm à Cô bé chạy đi một lúc rồi chạy lại với nhiều bé gái nữa Mỗi bé như vậy Đưa cho tôi rất nhiều hoa Một lúc tôi ôm lấy một bóng to bự Hương hoa bay lên thơm ngát Hàn Phong nhìn về mặt thích thú của tôi liền hỏi Em có thích không? Tôi gật đầu và cười mãn nguyện. Rất thích. Những đứa bé ấy nhanh chóng xếp thành hình tròn xung quanh chúng tôi. Tôi lại ngạc nhiên vì không hiểu những đứa bé ấy muốn làm cái gì. Hàn Phong quỳ xuống trước mặt tôi, lấy chung túi ra một cái nhẫn và đưa về phía tôi. Hoa Dung, em là vợ của tôi nhé. Tôi liền đưa tay lên che miệng. Cố giấu đi niềm hạnh phúc đang dâng tràn. Rồi chạy nhanh đến ôm lấy cổ của Hàn Phong em đồng ý em đồng ý những cánh hoa hồng từ già của những đứa bé đó tung vào chúng tôi một khung cảnh hết sức lãng mạn cảm ơn anh đã tặng tôi một màn cầu hôn thật đặc biệt cảm ơn người đàn ông luôn luôn chiều cảm xúc của tôi đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó không lâu khách mời đều đến đông đủ có cả khải uy nam lâm và ngọc bội nữa họ đều đến chúc phúc cho chúng tôi trên lễ đường hai bên có vòng hoa hồng mà tôi thích Tôi cùng xanh bước bên anh vào lễ đường Dưới sự chứng kiến của đấng tạo hóa Và của những người mà chúng tôi thương yêu Khi Đức Cha đọc lên những lời cần thiết Hàn Phong nhìn tôi rồi trả lời Đồng ý, rất to Giờ đến lúc cùng câu hỏi đó Hỏi tôi, tôi cũng trả lời rất to Tôi đồng ý Tôi sống ngủ quá nên liền lên tiếng à, Xin lỗi mọi người không hiểu sao tôi có cảm thấy có chút khó chịu ở trong cổ Và người phụ nữ trong đám đông liền lên tiếng Em bé cũng muốn giữ đám cưới của bố mẹ chúng đây mà Bọn họ cười một chàng rồi còn vỗ tay dối rít nữa Hàn Phong bế tôi lên rồi lại chiếm lên môi tôi Bây giờ tôi thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời Sau khi kết thúc lễ Bó hoa được ném đi Và rơi vào ngay tay của Nam Lâm anh lập tức mang một bó hoa đến Quỳ gối trước mặt Ngọc Bội Một cái nhẫn lại được đưa lên Em đồng ý lấy tôi nhé Ngọc Bội nhìn vào ánh mắt thật tình cảm của Nam Lâm Cô tưởng tượng rằng anh đang nín thở chờ đợi câu trả lời của cô Cô khẽ cười Em đồng ý Chiếc nhẫn được đeo vào tay của Ngọc Bội Nam Lâm cũng hôn say đắm lấy cô vợ bé nhỏ của anh cô vợ mà anh còn yêu hơn cả sinh mạng của mình một đám cưới với nhiều sự hạnh phúc khải uy thấy mình có một chút thừa thãi nên anh mỉm cười và đi về chiếc siêu xe của đài thiếu gia tập đoàn kim cương lao đi vun vút tâm trạng của anh lúc này cũng rất thoải mái điều làm được cho người anh yêu chính là chúc cho cô ấy luôn được hạnh phúc tính xe thắng gấp vì như có va chạm gì đó khải uy vội leo xuống để kiểm tra xem sao trước mỗi xe của anh là một cô gái trẻ khuôn mặt đang nhăn nhó Vừa thế anh cô đã lớn tiếng anh không có mắt à nhìn thì hiền lành dễ thương vậy mà lại khá hùng dữ bà cô à cô ở đâu mà lao ra thế rõ ràng là đèn chuyển xanh nên tôi mới đi đấy anh có nói à anh tâm người ta bây giờ anh lại còn biện hộ bớ người ta có kẻ tâm người rồi muốn bỏ trốn Bà nhiêu ánh mắt xung quanh ấy đều đổ dồn với phía anh luống uống anh phải lại đỡ cô dậy này cô có thể không vừa ăn cướp vừa la làng được không anh còn anh sai anh còn nói người ta ăn cướp và la làng Đã à thế nhá tôi la làng để cho anh xem cô gái nằm lăn ra đường lăn qua lăn lại mấy vòng miệng thấy hết ẩm mỹ lên a à, tôi đau quá chắc là lục phủ ngũ tảng tôi hỏng mất rồi ui chân tôi cũng không thể cử động không thể nhấc lên rồi đầu tôi cũng đau quá chắc là tôi chết mất Thôi thôi được rồi, cô muốn bao nhiêu? Chắc là cũng phải cỡ 5 triệu đấy Tôi đi khám tổng quát với cả thuốc thang nữa cơ Khải Uy liền lấy ví ra Rút ra được hơn 4 triệu và tấm danh thiếp Cô cầm đỡ đi Thiếu bao nhiêu mai lên công ty tôi lấy tiếp Cô gái đó đứng lên ngay lập tức Cho tiền vào túi rồi vui vẻ bỏ đi Người có tiền nhanh thì là tốt quá Tôi đi nhé Cô gái bỏ đi và trong lòng có một chút vui mừng. <laughs> Tiểu màn thầu, con gái cô sắp đủ tiền mổ tim rồi. Nhưng trong ánh mắt của Khải Uy không thấy được cô là một người mẹ tốt, mà chỉ thấy cô chính là kẻ lừa đảo. Hai người ngược hai hướng, nhưng nếu là nhân duyên, thì dù có đi xa bao nhiêu, cuối cùng họ cũng lại về với nhau. Ngoại chuyện Bí mật của Hàn Phong Hôm nay trên đường đi học về, Ông Lôi vui vẻ nói với Cẩn Niên Con trai à Sau này con nhất định phải là người đàn ông mạnh mẽ Và có khí chất nghe chưa Cẩn Niên vui vẻ cười nói với ông Lôi Vâng nhất định à Nhất định con sẽ mạnh mẽ Và oai phòng như bố ạ à. Tốt Vậy mới đúng là con trai của ta chứ Từ phía xa một chiếc xe đang lao vun vút tới với xe họ Tất cả đều hoảng loạn Cẩn Niên Cậu bé mới 10 tuổi Chỉ kịp hết lên trước khi rơi vào hôn mê nhưng cậu nhớ là được ông lôi Choàng tay ra và ôm lấy cậu cẩn thận đấy cú va chạm mảnh đấy khiến tài xế cũng bị thương anh tự bò ra khỏi xe điện thoại ngay cho cấp cứu cấp cứu mau đến đây đại lộ a à, đang xảy ra tai nạn nghiêm trọng sau khi gọi xong anh tự cố mở cửa xe đi ông lôi và cẩn niên ra ngoài có vẻ là cẩn niên bị thương khá nặng vì hướng ngồi của cẩn niên là hướng xe đâm ngang cũng may là dòng xe bọc thép nên cũng còn giữ được mạng vào đến khu cấp cứu. Ông Lôi cũng bị thương nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo. Cả niên, thằng bé sao rồi? Đã được đưa đi cấp cứu. Ông chủ, ông cũng phải làm vết thương. Tôi thấy ông cũng chảy sức khá nặng đấy. Tôi không sao. Khoan hãy báo cho phụ nhân biết. Vâng thưa ông chủ. Ông Lôi và anh tự cùng được bệnh viện sơ cứu vết thương cho. Cả ngày hôm ấy, ông cứ đứng trước cửa phòng cấp kính chờ con trai anh tỉnh lại. Trong lúc đó ông cũng suy nghĩ đến tính chất nguy hiểm của công việc mà mình đang làm Nhưng nhờ đó ông mới ngước mặt được với thiên hạ Không thể từ bỏ Nhưng mà bản chất công việc đầy giấy sự nguy hiểm Đây không phải là lần đầu ông bị ám sát Bọn chúng luôn nhắm vào ông và con trai Làm thế nào? Phải làm thế nào cho vẻ an toàn đây? Cuối cùng bác sĩ công ra ngoài và thông báo với ông rằng Con ông đã qua cơn nguy hiểm Ông mới đi cùng bác sĩ vào phòng riêng để nói chuyện chẳng à? tôi có chuyện muốn nhờ cậu đấy lôi cậu cứ nói đi việc gì giúp được tôi sẽ giúp có loại thuốc gì khiến người ta quên đi hiện tại không ý cậu là gì cẩn niên là con trai duy nhất của tôi kẻ thù của xung quanh luôn nhắm vào nó tôi muốn nó quên đi mình là ai và đưa nó đến một nơi an toàn không có ai biết tôi hiểu ý cậu thuốc thì có và tác dụng của nó sẽ trong vòng 20 năm. Nếu mà cậu muốn cẩn nhiên nhớ lại mọi thứ, thì chỉ cần tiêm thuốc giải là xong. Hoặc để đến hết hạn thuốc sẽ hết tác dụng. Vậy được, cậu giúp tôi nhé. Về tiêm luôn là hay sao? Tiêm luôn. Về thuốc giải ở đây, cậu cứ đến đây sẽ có. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì, chúng ta là bản thân mà, đừng có khách sáo. Ông lôi ra ngoài, Khẽ thở dài rồi nói với anh tự Tử, cậu theo tôi vâng ông chủ bọn họ đi ra một dãy hành lang vắng ông lối mới mở lời tự tôi có tốt với cậu không rất tốt ạ à? nếu không có ông chủ tôi không biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu vậy xin cậu giúp tôi một chuyện nhé ông chủ cứ nói đi tôi nguyện sẽ hết lòng giúp tôi nuôi dưỡng và chăm sóc cho cẩn niên là sao à tôi không hiểu để bảo vệ tính mạng cho Cẩn niên tôi đã cho thằng bé tiêm thuốc đóng bằng ký tôi muốn nó được an toàn mọi người đều biết nó là con tôi cậu hay đưa nó đến trại huấn luyện huấn luyện đến những sát thủ khác nhưng cậu chăm sóc nó giúp tôi ông chủ cái đó thì tôi làm được vậy tốt giờ thì thông báo với phu nhân cần niên đã qua đời vâng thưa ông tự cúi đầu rồi đi ra ngoài. Ánh mắt người trai đưa ra một cái quyết định khó khăn ấy trông thật rốc rắc và đau lòng. Sau khi mở mắt dậy, cậu bé 15 tuổi nhìn quanh cái không gian lạ lắm Thậm chí chính cái người nhìn cậu cũng không thấy một chút quen. Người đó nhìn cậu nhưng không cười với cậu, rồi hỏi: "Cậu tỉnh rồi đấy à? Tôi thấy cậu ngất ở bên đường nên đưa về đây." Cậu bé cảm giác như mình vừa trải qua một cái gì đó khủng khiếp lắm Toàn thân cậu đau nhất Và nhất là vùng đầu Nó cứ nàng chịu Anh tự đứng nước cậu ấy dậy Bón một miếng nước rồi hỏi Mà cậu tên gì? Ở đâu? Sao lại ngất bên đường? Em... em không biết ạ à? Em không nhớ gì hết Em... Nhìn cái cách mà cậu ăn mặc Chắc là nhà cậu nghèo lắm à nghe người đó nói cậu bé nhìn lại bộ quần áo trên người tất cả chỉ là mơ hồ không thể hình tượng ra được điều gì anh tự lại hỏi tiếp cả cái tên cũng không nhớ sao cậu bé chỉ biết lắc đầu anh tự thở dài và nói với cậu về từ nay tôi gọi cậu là hàn phong nhé và đây là trại huấn luyện sát thủ của tôi cậu đây học lần đi là vừa tôi tên là tự sau khi đợi hàn phong thực sự khỏe lại anh tự mới cho Hàn Phong vận động nhẹ nhàng Những bài tập đơn giản Lâu lâu Hàn Phong cứ ngồi ngẩn ngơ Anh tự lại bên và hỏi Han Cậu làm sao thế? Em không biết em là ai và từ đâu tới anh ạ Em cứ cảm thấy mọi thứ tại là trống rỗng Không lưu lại một chút ký ức gì Giống như em vừa mới sinh ra Nếu đã không nhớ được Một là tập quên đi Hai là bắt đầu một ký ức mới Cái nào rồi cậu cũng phải tập dần mà thôi Em cảm ơn Anh tốt với em quá Ở đây chỉ có tôi tốt với cậu thôi Những bài tập sắp tới không hề tốt với cậu đâu Đàn ông mà Mạnh mẽ lên Anh tự vô vũ lên vai Hàn Phong rồi bỏ đi Hàn Phong thì vẫn còn ngồi đó miền màn suy nghĩ Hai tháng sau Khi người huấn luyện ở đây lên tiếng tất cả tập trung đại ca đang tới đấy ông lôi cùng một vài người đỡ đi vào khí chất người người lạnh lùng đi kiểm tra ngang qua từng người thậm chí cũng đi ngang qua cả hàn phong bởi đôi mắt luôn đeo kính đen từ lúc bước vào đến cho đến lúc về chẳng ai có thể đoán được ánh mắt đó đang nhìn gì đang vui hay là đang buồn đang hạnh phúc hay là đang giận dữ chỉ đến lướt đi một lượt mà không nói câu gì do anh tự đi theo người đó còn hàn phong thì lại quay về tập võ Bọn họ đi ra phía ngoài láng chạy Ông lôi nói nhỏ Này mọi thứ vẫn ổn đấy chứ Vẫn ổn ạ à? Cậu nhớ chăm sóc nó Con cái là tính mạng của tôi Tôi đang giao tính mạng của mình cho cậu đây Ông chủ yên tâm Dù có chết tôi cũng sẽ về bảo vệ cậu chủ đến cùng Được rồi cậu vào đi Tôi phải về Phu nhân của tôi đã rất mệt mỏi Cô đã ốm mấy tháng nay còn chưa xuống được giường anh Tử chỉ biết cúi đầu Phu nhân đối với anh Tử cũng rất tốt Mong gia đình họ vượt qua kiếp nạn Để có thể đoàn tụ với nhau Những năm tháng qua đi Hàn Phong lại xuất sắc hơn cả sự mong đợi Ông Lôi cũng không ngần ngại cho anh đi thử sức ở nhiều mặt trận Lúc nhỏ thiếu muốn bảo vệ anh Nhưng lúc lớn thì lại muốn anh là người mạnh mẽ Đầu đồi trời, chân đạp đất Và mọi thứ anh mang lại luôn khiến trong lôi hài lòng Hôm đó trên đường đi sinh nhật đối tác về, ông Lôi cũng có cắt cử Hàn Phong đi theo. Với mục đích sẽ cho mẹ con họ gặp mặt nhau. Bởi ngần ấy Nam ông cũng không ngần ngại đưa ra thân thế của Hàn Phong. Đoàn xe ông Lôi đi bị phục kích. Xe bị đánh bom nổ văng. Ai sống được thì đều bỏ ra khỏi xe. Anh và anh tử cũng bị thương nữa. Anh vội chạy lại chiếc xe đang lật nhào. Đám cháy đã bốc lên ở phần đuôi xe, nơi vị trí của bình xăng. Anh tự cản anh lại Cậu không được qua đó Rất nguy hiểm Chiếc xe sắp bốc cháy rồi Nhưng trong đó là người nhà của đại ca Tôi không thể không cứu Hàn Phong hất tay anh tự ra Rồi chạy lại phía chiếc xe là bốc cháy Mặc dù mình mẩy thân thể Anh cũng đang bị thương Nhìn vào trong xe Vợ của ông Lôi và con gái đều bất tỉnh Vết thương trên đầu trên mặt còn khá nặng Chỉ có ông Lôi là còn giống hiệu tỉnh táo Hàn Phong cố định cánh cửa đang bị kẹt ra. Ông lôi thều thảo. Đi đi, kệ tôi, hãy bảo vệ cho mình chứ. Không được, em phải cứu đại ca ra. Anh tự thấy tình hình không ổn nên cũng lại phụ. Cánh cửa cũng được kéo ra. Hàn Phong cũng đưa được ông lôi ra ngoài. Đình quay lại cứu phu nhân và con gái ông lôi, nhưng mà chiếc xe đã nổ bành Sức ép cũng làm Hàn Phong văng ra một đoạn. Cảnh tượng lúc đó thật hái hùng, Hàn Phong còn bị phỏng nữa. Sau lần đó đôi chân của ông Lôi buộc phải cắt bỏ vì hoại tử. Ông chính thức rút khỏi giang hồ. Nhưng hết lại cho Hàn Phong với một điều kiện. Chỉ là người điều hành, không được tham gia vào vụ việc gì hết. Chắc sau này khi nhớ lại anh mới biết, lúc đó mình đã tiễn mẹ và em gái về nơi xa. Ngay lập tức sáng hôm sau cô gái cầm tấm danh thiếp đến tập đoàn Kim Cương Tô ra Cứ nhìn đến đâu là miệng và mắt cô nàng mở to đến đấy. Từ nhỏ đến giờ, Cô chưa từng đến cái chỗ mà quy mô hành choáng như thế này. Bảo vệ liền đến căn ngăn cô. Mời cô ra ngoài cho. Đây không phải là nơi mà cô có thể đến. Này anh kia, sao lại là nơi mà tôi không thể đến chứ? Tôi đến tìm người trong cái tấm danh thiếp này. Cô liền đưa tấm danh thiếp ra trước mắt anh và bảo vệ. Anh bảo vệ cầm lấy nhìn từ trên xuống dưới và thắc mắc hỏi. Cô nhặt được cái này đâu? Cô nàng nhíu mắt nhìn anh bảo vệ. Nhặt. Tôi mà thèm nhặt đó. Chính anh ấy đưa cho tôi đấy. Chủ tịch của chúng tôi sẽ lại có việc gì mà đưa danh thiếp cho cô. Mau đi đi kẻo tôi bị trách phạt bây giờ. Này này, tôi nói thật đấy. Mau gọi chủ tịch của anh ra đây không là tôi làm loạn lên đấy. Cô ơi, cô đi đi cho. Cô gái đó vùng tay ra khỏi bảo vệ. Chạy quanh dưới tầng, miệng tỉa hết lớn. Chủ tịch! Anh ở đâu ra đây cho tôi Chủ tịch Bảo vệ phải điều thêm mấy người nữa đuổi theo cô gái đó Bọn họ cứ như là đang chơi cái trò mèo vờn chuột Chạy một lúc lâu mới bắt được cô nàng Tuy bị bắt nhưng miệng vẫn kêu gào Chủ tịch Anh mau ra đây cho tôi Chủ tịch Một lúc sau có người đi xuống Ăn mặc khá lịch lãm Quần nâu áo vest là dành cho đám bảo vệ Bỏ cô ra đi, để cô theo tôi. Không biết người này có chức vụ gì mà cả đám bảo vệ cũng phải nề nang vài phần. Người đó bỏ đi, cô cũng đi theo vào thang máy. Cả buổi không ai nói về câu gì. Cho đến khi bước chân của cả hai dừng lại trước một căn phòng lớn, có cửa gỗ chắc chắn, người đó mới nói với cô. Cô đi vào trong đi, chủ tịch đang đợi cô đấy. Tôi biết rồi. Lần này cô nàng có vẻ e dè hơn một chút. Đẩy cửa đi vào. Khải Uy đang ngồi ngay ghế sofa, chậm rãi và thưởng thức món trà. Từ lúc bước vào phòng, cô nàng luôn đưa mắt nhìn quanh mọi thứ bài trí trong phòng, sau đó lại ngồi đối diện với Khải Uy. Tôi không ngờ là anh giàu có đến thế đấy. Khải Uy thả ly trà xuống dựa người ra phía sau. Mẹ ưng nhếch lên một nụ cười khinh khỉ. Nếu biết tôi giàu có như thế này thì cô phải đòi hơn rồi đúng không? Cô nàng bị nói trúng tim đen giọng lý nhí. À, tôi đâu phải là loại người như thế. Khải Uy lấy một phong bì rồi ném về phía của cô nàng. Giọng lạnh lùng, bởi cái thói đời ganh ghét nhất những kẻ lừa đảo. Số còn lại nhận tiền rồi thì đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô nàng lấy phong bì lên đếm, trong đó có hẳn 3 triệu. Cô mừng thầm, Tạm này cô cũng không cần phải liêm sỉ gì nữa đâu Tính mạng con gái cô là quan trọng Cô đứng lên quay đi Không nói lời cảm ơn Chỉ hai chữ kiên định Vĩnh biệt Cô rời khỏi phòng Rời khỏi cái tập đoàn đó Chạy xuống lấy cái xe máy cà tàng vứt trong trương ngoài kia mà không ai thèm lấy Đạp máy cũng gần 10 phút mới nổ Cô cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện Chạy thẳng đến căn phòng con gái cô đang điều trị Trước khi đến đó cô cũng ghé cái quán về hè mua cho con bé con búp bê. Tiểu màn thầu ơi, mẹ đến rồi đây. Con bé đang nằm chạy thận. Thế mẹ đến con bé lập tức vui ngày, miệng nhẹn cười. Con bé mới có 4 tuổi. Không những bởi bệnh tim mà nó còn bị thận. Tiền chạy thận mỗi ngày cũng đều vượt quá khả năng của cô. Cũng may là có bảo hiểm kéo vớt được chút đỉnh. Mẹ ơi mẹ đến rồi à, con nhớ mẹ lắm. Mẹ mua búp bê cho con này, Tiểu màn thầu con có thích không? Con thích lắm ạ à? Mẹ ơi Hôm nay cô y tá tiêm thuốc cho con Con mạnh mẽ lắm Con không khóc đâu Cô hôn lên cô con gái nhỏ rất nhiều cái Con bé chính là động lực sống cho cô mỗi ngày Tiểu màn thầu giỏi lắm Mẹ thương nhất trên đời Con ngoan Mẹ xuống mua cháo cho con nhé Con không muốn ăn cháo nữa Con muốn ăn phở cơ Vậy được, mẹ xuống mua phở cho con. Vâng ạ. Tiểu màn thầu ngoan ngoãn nằm ôm búp bê chờ cô. Còn cô thì đi xuống căng tin và kiếm đồ ăn. Cô chen chúc và đám đông đang bu bám ở dưới căng tin để mua cho con gái đồ ăn mà con bé thích. Bà chủ, cho cháu tô phở tái nhỏ. Cỡ một chén phở thôi đủ để cho con bé ăn ạ. Tôi nhỏ là 30 ngàn. Vâng ạ, bán cho cháu đi, cho thêm hai lúc sữa và một hộp bánh nữa ạ Của cô đây Vâng, cháu gửi tiền bà, cháu cảm ơn Cô lại chen ra khỏi dòng người đó Đứng vào chỗ xếp hàng lấy cơm từ thiện Việc mỗi ngày hai bữa đều xếp hàng lấy cơm từ thiện Cũng đã quen với cô rồi Có bao nhiêu tiền như vậy chứ Cô không dám dùng một chút gì cho mình Có bao nhiêu cô cũng đều để dành cho con gái nhỏ Mang đồ ăn lên đến nơi Nhìn con bé tím tái, môi thầm đen Cả lưới cũng đen vì vì bệnh tim Mà cô không còn đau lòng Cô không muốn con bé thấy sự vất vả lo toan của mình Cô chỉ mong con bé luôn mỉm cười Chúng ta ăn thôi nào Có phở ngon cho con đây Và có cả sữa, cả bánh nữa này Wow Hôm nay sao mẹ mua nhiều đoán cho con thế Tại mẹ làm tốt nên được thưởng đấy Con ăn ngoan đi Lát mẹ ấm con ngủ Chiều mẹ con đi làm nữa Vâng ạ Hai mẹ con cô cũng ăn ngon lành, rồi cô ấm con bé trong vòng tay, hát ru cho con say giấc. Từ lúc tôi đi lấy chồng, tâm trạng của Khải Uy không được tốt cho lắm. Anh cũng muốn đến một cái nơi nào đó ồn ào và nhộn nhịp một chút. Và điểm dừng chân của anh là quán bar này. Quán bar lớn nhất ở đây. Anh chọn cho mình một góc tối, bởi đây anh có thể buông nhẹ tâm tư. Ngồi trong góc tối anh có thể thấy được hoàn trọng của mọi người ngoài sáng. Có một phục vụ nam đến chỗ anh, đưa menu cho anh chọn. Đôi tay thon dài lật đặt cái menu. Ánh mắt cũng đưa theo từng chữ trên đó, và chọn một loại rượu đắt tiền. thêm dĩa trái cây nhầm nhì, ngồi được một lúc, cô gái đã đang tiến lại phía anh. Ăn mặt cực kỳ gợi cảm. Trên tay cầm theo mấy tờ áp phích. Nhìn một lúc lại ra người quen, anh lại cười khinh khỉnh cái nào mới là công việc chính của cô lừa đảo hay gái hầm rượu cô muốn thẳng tay tát vào mặt cái gái đàn ông trước mặt cô ghê nhưng cũng vì tiền nên cô đành nhịn anh à cái nào thì cũng là lao động cả thôi anh có muốn uống loại rượu mới không rượu này cực tốt cho mấy tên kháng tính và khinh thường người khác nhanh đấy tôi đang không vui không chấp mấy loại đàn ông đàn bà như cô đâu vâng dù bán rượu cho cả ngàn đàn ông trên thế giới này Tôi cũng không bán cho anh đâu Đúng là oan gia ngõ hẹp mà Cô quay lưng bỏ đi Không thèm quan tâm đến mấy tên nhà giàu Mà nhân cách rẻ mạt Còn anh Cũng nhấm nháp chưa được bao nhiêu ly rượu Thì cũng mất hứng và đứng lên bỏ về Công việc ở quán ba xong Trở về phòng bệnh viện Cũng đã cứ tầm 2 giờ sáng Cô tranh thủ trải chiếu dưới nền đất ngủ vì sáng ra 5 giờ cô lại phải đi bưng bê quán ăn cho người ta Cuộc đời cô bắt buộc cô phải mạnh mẽ Không cho phép cô đang ốm mà lại yếu đuối Nhiều lúc cô bị chuốc rượu say Cô lại chỉ xin cho quán bà ngủ nhờ lại nhà kho một hôm Nếu người nồng nồng mùi rượu Bệnh viện cũng không cho cô vào Biết cối làm ở quán ba đó nên Khải Huy không muốn đến đó nữa Mà đi chọn quán bar khác Vẫn là góc tối và những món quen cũ anh chỉ uống rượu dài sầu Chứ không xa đà vào rượu Bàn đối diện phía bên kia Có bốn tên đàn ông Đi kẹp lại là bốn cô gái Anh đoán chắc Cũng là gái hầu rượu Cái dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện Không phải chỗ anh Mà mời mấy vị khách bên kia Anh ngồi bên này chỉ quan sát Lúc đầu thấy cô uống vài ly Sau đó định đứng lên bỏ đi Nhưng bị một tên trong đám kéo lại Hắn ta lại ép cô uống rượu Bàn tay đê tiện sờ lên đùi Và còn cho cả vào trong áo của cô nữa Cô đẩy hắn ra Hắn liền tát vào mặt cô Còn chửi cô không ra gì Cô chỉ biết im lặng Không phải Khải Uy không muốn giúp Nhưng mà nhìn cái tên ăn hiếp phụ nữ Khiến anh gớm mắt lắm Anh đi lại bên đó Và kéo cô ra khỏi vòng vây Bên kia lườm anh rồi còn chửi đồng Mẹ kiếp Mày là ai mà muốn giành gái với tao Ta không muốn dành cái gì của ai cả nhưng mà thấy thái độ của mày nhục mặt đàn ông quá Ta không chịu được thế mày với con đĩ này có cái quan hệ gì à người dân thôi đám người kia liền rút dao bấm ra ham he đe dọa khải Huy mấy cô gái đứng xung quanh họ cũng lo chạy thoát thân và tên đó lớn giọng mày có biết lão hổ đây là ai không hôm nay lão hổ đây cho mày hết đường về gặp bố mẹ một chân khải uy dẫm lên bàn và dòng đầy thách thức. <laughs> Dù là lão hổ hay là tiểu hổ, ông ấy chấp hết. Ngon thì nhào vào. Hôm nay ta sẽ cho mày mất mạng tại đây. Hắn cầm dao bấm đâm thẳng về phía Khải Uy. Rất nhanh Khải Uy đã né được. Nhanh chân cầm lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu hắn. Hắn ngã sóng xoài. Những tên khác lại đỡ hắn. Và tiếp tục xông vào đánh anh. Nhưng tất cả đều bị Khải Huy đánh cho tơi bời Lúc sau bảo vệ quán ba trở đến căn ngăn Bọn chúng tức lắm và bỏ đi Còn chửi lại Mày nhớ đấy Ra đường mà nhớ coi trường tao nha con Chắc tao sợ mày đấy Bọn chúng bỏ đi Khỏi Huy đang đợi câu cảm ơn từ phía cô ấy Nhưng không có một lời cảm ơn nào cả Ngược lại là sự trách mắng Ai mượn anh can dự vào việc của tôi May thôi tôi đã bán được vài món Tiền viện của con tôi ai lo Cái cô này Là tôi vừa cứu cô đấy Cô không thấy mình quá đáng à Tôi cũng mượn anh xen vào việc của tôi đâu Tôi không có giàu có như anh muốn Anh muốn làm gì thì làm Tôi còn phải lo tiền viện phí cho con tôi nữa đấy Con Cô còn trẻ như vậy đã có con rồi sao đó là chuyện của tôi và không liên quan gì đến anh lời sao được có xen vào chuyện của tôi nữa Cô ấy bỏ đi Khải Uy cũng tức lắm chứ Vừa làm việc nghĩa xong lại ăn ngay cú chửi rủa liên hoàn Anh giận lắm cho nên là nói với theo Cái loại gái hầu rượu như cô Sau này đừng có mong tôi giúp đỡ Một lần nữa anh bỏ về không được Uống rượu vì tức Đúng là cái đồ oan già ngó hẹp sau khi sinh nhật tôi về Khải Uy cảm thấy vui Nhưng trong lòng lại chống trải Nhìn cái bầu gần 6 tháng của tôi Và ánh mắt hạnh phúc khi tôi nhìn Hàn Phong Nó khiến anh ấy có một cảm giác khó nói Tình cảm của Nam Lâm và Ngọc Bộ Thì khỏi nói rồi Chắc là không lâu nữa họ sẽ cưới nhau Vì còn đợi một điều gì đó Ai ai cũng hạnh phúc Cũng có đôi Chỉ riêng anh lại thấy chống trải Trời lại chuyển mưa Mấy tháng nay anh không hề đến quán bar nào nữa hết Buồn thì đi du lịch Không thể ở nhà uống rượu một mình Đêm nay anh cũng có hơi say Mà cũng kệ Công việc công ty cũng còn đó Đầu nhất thiết tới lúc anh lo Bà quản gia bên ngoài lên tiếng Thưa đại thiếu gia Có người muốn gặp cậu Là ai Là một cô gái Trông cô lạ lắm Cô ta tên gì? cố nói là gặp rồi thì cậu sẽ biết ngay Và cho cô vào Cánh cửa phòng liền mở ra Cô nàng oan ra ngó hẹp của anh bước vào Toàn thân ướt hết Cơ thể cô run lên Chắc là giảm mơ hơi lâu Khải Uy nhìn cô ta rồi ngả người ra phía sau ghế Mệt mỏi buông lơi Cô đến đây làm gì? Xin anh Xin anh mua tôi Tôi sẽ xin làm trông ngựa cho anh mua cô Tại sao tôi phải mua một loại đàn bà giải tiền như cô Con tôi bệnh nặng lắm Con bé cần tiền mổ tim Xin anh giúp cho Về bố nó đâu Tôi không biết Nhiều dòng suy nghĩ linh tinh chảy lên Trong trí óc của Khải Huy Đứa là loại đàn bà không ra gì Có con với ai mà cũng không nhớ Hàn Phong liền ngồi thẳng dậy Nhấp một ngụm rượu rồi nói với cô ấy Cô cần bao nhiêu? 400 triệu Cô xem cô có đáng giá ngần đó tiền không? Cô gái đấy liền quỳ xuống Lại anh bởi cô đã hết cách Xin anh đấy, anh muốn tôi làm gì cũng được Khải Uy chỉ đối xử tốt với người anh yêu Còn những người đàn bà khác Anh lại coi thường hết sức Khải Uy cười nhếch miệng rồi nói tiếp Được, tôi mua nhưng mua cô để làm món đồ chơi Giờ này bản thiếu ra đây tâm trạng không được tốt Và cô còn phải phục vụ tôi ở trên giường nữa Đến khi tôi chơi chán rồi tôi sẽ bỏ Cô thấy sao? Cô gái đó nói với giọng nghe ngại Cái đó tôi Cô đừng tưởng là mình danh giá lắm Muốn thì tắm rửa lên giường không thì cút. Tôi làm tôi làm, nhưng anh hứa phải cho tôi số tiền đó nhé. Khải Uy ném một cái thẻ vàng có chữ VIP về phía cô, giọng kênh kiệu. Cho cô hẳn 500 triệu, mật khẩu là bốn số cuối điện thoại của tôi. cối ấy bỏ lại và nhặt cái thẻ lên. Cô muốn đấm cho Khải Uy một trận. Một người có tiền như anh ta thật tốt. Muốn xỉ nhục ai thì xỉ nhục người đó. Cô nắm chặt đôi tay rồi đứng lên dòng bình thản. Tôi đi tắm. Phòng tắm ở hướng kia. Cô vào tắm và đúng 10 phút sau cô đi ra với cái khăn quấn ngang ngực. Da rẻ không trấn trẻo nhưng được cái mịn mà. Hai tay run sợ cứ nắm chặt lấy cái khăn trước ngực. Tôi... tôi xong rồi. Khải Uy cũng đứng lên. Lại nắm lấy tay cô ấy đến giường rồi đẩy cô ngã xuống. Cái đèn phòng mờ ảo cũng không được bật thêm cũng không cần tát hẳn. Nó mở ảo, đủ để hai con người gần nhau thấy nhau. Anh nhìn cô một lúc, đưa tay lên sờ mặt, bỗng dừng bóp chặt hai bên má cô lại khiến cô cảm thấy đau. Anh mạnh bạo nắm lấy cái khăn cuốn người của cô và kéo ra. Một cơ thể đầy đạn, một khuôn ngực căng tròn, một vùng tam giác quyến rũ, sán hơi men, lại có người đẹp. Anh muốn mình hư hỏng một lần dù sao cũng không phải là người anh yêu anh không cần trân trọng anh thô bảo tách hai chân cô ra đưa ngay cái vật đang cương cứng vào vùng tam giác mật cô nắm chặt lấy ga giường mặt nhăn nhó và miệng khẽ thét lên đau quá <laughs> làm như mình là gái trinh công bằng tôi lời nói của cô chủ xích anh đã thô bảo đẩy cái vật cương cứng vào sâu bên trong cô hét lên và nước mắt chảy ra à đau quá. Lại diễn trò. Trong cánh sáng mờ mờ ảo ảo ấy, anh không thấy được dòng máu trinh tiết của cô đang chảy ra bên dưới. Anh cứ thế thô bạo đi vào bên trong. Mặc kệ cho cô chảy nước mắt, bởi mấy cái trò đó không làm anh siêu lòng mà còn càng, càng ghét hơn. Cô thì chỉ biết cắm chặt môi cam chịu. Cô không nghĩ đời con gái của mình lại mất trong tay một tên cục xúc lạnh lùng như thế này. Sáng hôm sau theo thói quen cô dậy sớm Nhưng toàn thân thì đã mệt mỏi giá rời Cái cảm giác đau sọc vào bên trong Khiến cô thật khó chịu Cô kiếm cái khăn quấn ngang người rồi vào phòng tắm thay đồ Một lúc sau đi ra cầm theo tấm thẻ Khải uy đưa lúc tối Không quên ghi lại tờ giấy để lại trên bàn Tuy anh ta đã lấy trình tiết của cô Nhưng con người cô có nguyên tắc Cô không muốn mắc nợ của ai Cô rời khỏi đó và đến thẳng bệnh viện Rút tiền cứu con gái Khải Uy ngủ một giấc gần đến trưa mới tỉnh Nhìn qua thì thấy cô gái bên cạnh đã biến mất Anh chỉ nhếch mép, cười khinh khỉnh Anh lớt cái tấm thần mệt mỏi đi vào nhà tắm Trước khi vào nhà tắm anh đã kịp gọi cho quản gia và mang đồ ăn lên Anh nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ Tôi đến bệnh viện lo cho con Anh cần gì cứ gọi tôi không trốn đâu Anh vứt tờ giấy lại trên bàn rồi đi vào nhà tắm Tắm xong cũng là lúc quản gia mang đồ ăn lên Bà quản gia còn cười nói vui vẻ <laughs> Cậu chủ, đêm qua chắc là cậu mệt lắm phải không? Mệt Anh không để ý đến cái ẩn ý mà bà quản gia nói Chỉ nghĩ đến đêm qua đã uống say hơn một chút Nên cảm thấy mệt Bà quản gia mở nắp bâm đồ ăn rồi nói nhỏ Cô gái sáng nay đã về sớm Mà nhìn cô cũng xinh Đặc biệt Lại là còn trinh trắng Bà đừng có nói vậy Cô ta đã có con rồi Có con Về cái máu hồng vương trên tấm ga là của ai Không lẽ cô bị thương ở đâu à Máu hồng Máu hồng gì Thì máu hồng của con gái còn trinh Sau khi cái chuyện đó Thì nó mới chảy ra Khải Uy giật mình và hỏi ngược lại nó đâu? Bà quản gia chỉ tay vào đám ga giường rồi bà mới cho vào giỏ kia. Nó bên kia kìa. Khải Uy lại lục lọi tấm da giường và hai mắt trợn tròn khi thấy một vệt máu đỏ hồng trên tấm ga giường. Chứng tỏ cái chiến tích hùng hồn của anh đêm qua. Anh chợt nhớ mày khó hiểu. Vậy là cô còn trinh thật à? Vì không biết phải nói thế nào với cô ấy nên anh cũng chuẩn bị tâm lý khá lâu Vậy chưa bao giờ anh làm cái chuyện tệ hại đó Nay lại thấy mất trinh con gái nhà người ta Thế anh biết làm sao Tối hôm đó Anh lại gọi cô đến Khi vừa đến nơi Thế anh đang ngồi im lặng trên ghế sofa Cô gái nhìn anh ái ngại rồi thỏ thẻ Tôi đi tắm Không cần cô lại đây Cô gái gión rén lại ngồi chỗ Khải Uy Anh nhìn cô rồi hỏi Cô à Đêm qua tôi Không sao tôi tự nguyện mà Tôi Tôi xin lỗi Tôi không biết là cô Cô gái chở mắt vài cái Loại thiết gia cao ngảo như anh ta Mà cũng biết xin lỗi Đúng là chuyện lạ hiếm có trên đời Khải Uy lại hỏi tiếp Con cô sao rồi Một tuần nữa sẽ mổ Cảm ơn anh Sao cô lại nuôi đứa bé đó bởi vì tôi thấy nó giống tôi cô không thể nói với anh ấy rằng lúc trước cô bị bố dượng cưỡng hiếp và trốn đi sao đã nhặt được đứa bé nơi cái cống cạn cả hai cuộc đời đau khổ bế tắc quần với nhau đêm nay anh có cần không cần cô có thể về vậy tôi về nhé chào anh chào cô mà cô tên là gì tôi tên là băng châu Băng Châu đi về Khải Uy lại giường nằm lăn qua lăn lại mấy vòng mà và tự trách Ai, Khải Uy ơi là Khải Uy Sao lại có thể làm ra mấy cái chuyện tệ hại như vậy chứ Thật là mất mặt đàn ông quá mà Đấy Anh hành con người ta làm gì Để bây giờ lại khốn khổ như thế kia Nghiệp quật anh rồi đấy anh ạ à. Giờ anh lại lang thang các quán bar Xem cô làm việc ở quán nào Cả cái thành phố rộng lớn này Quán bar lớn nhỏ đều không đếm xuể trong khi anh chỉ cần nhắc máy lên gọi thì sẽ biết được cô ở đâu nhưng không anh lại cứ thích đi tìm cuối cùng thì ông trời cũng trả ơn anh sao cả toàn tìm kiếm cũng đã tìm được cô vẫn là chọn góc tối âm thầm ngồi trong đó quan sát mọi chuyện cô đi làm ngang qua thế anh nhưng cô cũng không ghé cô còn phải lo làm để trả nợ mà cũng không hẳn đi làm để mưu sinh thôi chứ trả nợ thì chịu Băng Châu mời khách mua rượu nơi cái bàn đối diện Khải Uy. Nhìn cái thái độ chào mời rượu dàng với nam nhân khác, máu nóng trong anh có sôi lên một chút. Cái tay vén tóc mái đang phủ trước mặt của cô. Của khách cũng khiến anh muốn một dao xiên chết tên đó. Cũng may mời rượu xăm cô lại rời đi. Nếu không chắc, cũng có án mạng xảy ra. Hơn một giờ sáng, cô lủi thủ đi về. Anh đứng bên đường nhìn cô và y ai à à đạp nổ cái xe cà tàng của mình. Hết kiên nhẫn, anh liền mở cửa đi qua phía bên đó, nắm lấy tay cô và kéo đi. Cô ngớ ngàng. Này, thế con xe của tôi. Cứ gửi lại chỗ người ta đi, hoặc là vứt nó đi, không ai lượm đâu. Khải Y mở cửa rồi đẩy băng châu vào trong. Lên xe đi. Anh cũng lên xe rồi lái xe đi và hỏi cô. Quan gì chưa? Tôi chưa, An định về bệnh viện ăn mì gói Vậy thì đi ăn với tôi Trùng hợp quá tôi đang định ăn khuya ngang qua đây À vâng ạ à. Bằng Châu nghĩ dù sao cũng là món đồ chơi của Khải Uy Nên cũng tùy anh ta sai khiến Không hiểu Khải Uy tìm như thế nào Lại tìm được ngay chỗ con gái Bằng Châu đang điều trị bệnh Trưa hôm đó đi làm về Nhưng mà thói quen cô gái bệnh viện thăm con Và hết sức ngạc nhiên khi Khải Uy đang ở đó Anh, sao lại đến đây? À tôi đi thăm bạn và tình cờ qua đây Anh cũng có bạn ở cái bệnh viện cấp thấp này á Có chứ Cô đi lại ôm lấy tiểu màn thầu với đống đồ chơi trên giường Cô hôn con bé và hỏi han nó Tiểu màn thầu hôm nay có ngoan không? Dạ có ạ à. Chú đẹp trai kia mang cho con nhiều đồ chơi lắm Phải chi chú ấy là ba ba của con thì tốt quá Này có bé con đừng có mà nói bậy Tiểu màn thầu bị mắng nên mặt mày bính xỉ xuống con cũng muốn có ba ba mà Con chưa được gặp ba ba bao giờ Con bé bất chợt khóc thút thít Băng Châu cũng mổi lòng và ôm lấy con bé Khải Uy cũng quay sang và an ủi nó Bé con ngoan Mau chồng hết ốm chú cho con gọi ba ba Con bé vui vẻ là ngay Đúng thật là trẻ con mà Vâng ạ Băng Châu thấy cứ ái ngại kiểu gì Khải Uy liền nói với cô ấy Cô đừng làm ở chỗ quán ba nữa về nhà tôi làm người hầu Tôi biết là anh đã mua tôi Tiền của anh tôi để trị bệnh cho con Tôi cũng phải đi làm để kiếm căn qua ngày Tôi... Chứ tôi không nói là trả tiền lương cho cô đâu Vâng tôi biết rồi ạ à. Hôm nay qua chỗ tôi luôn Không đến quán bar nữa Vâng Tôi đi về đây Chào anh Khải Uy đi rồi Băng châu thiết tim mình có một chút gì đó là nhịp Đôi má cũng ửng hồng lên Rõ ràng anh ấy lấy trinh cô Dày vò thân thể cô Vậy mà Đúng là điên quá đi thôi Chiều hôm ấy thay vì đến quán bar làm việc Cô lại đến nhà Khải Uy Bà quản gia rất vui vẻ và nhiệt tình với cô Không có thái độ cao khắt như đối với tôi Cô đến rồi đi à Mau lên phòng đi Đại thiếu gia đang ở trên đấy Không phải Cháu đến đây để làm việc ạ à? Ừ thì làm việc Nhưng làm việc với đại thiếu gia Cô mau lên phòng đi Ơ ờ, cháu Băng Châu bị bà quản gia đẩy ra khỏi bếp Nhưng cô cũng đành đi lên trên phòng Đứng một lúc cô mới mạnh dạn ngó cửa Vào đi Nghe giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc Nó cứ khiến tim cô rộn lên Cô hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào Khải Uy đang chăm chú làm việc bên máy tính Thấy cô vào anh nói nhanh Ngồi đấy đi, tôi bảo một chút. Vâng. Cô có cần đi tắm không? Tôi... Không cần. Băng Châu ngồi xuống ghế sofa. Lâu lâu lại kiếm cái gì đó trên bàn để xem cho đỡ nhàm chán. Chờ lâu quá cô Lan ra ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã thấy nằm ngay trên giường. Cô cuống cuồng leo xuống đi là cho Khải Uy. Ờ, xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất. Không sao. Rồi sao thì tôi cũng vừa mới làm việc xong. Đi ăn thôi, anh à ngày mốt cho con cho tôi nghỉ một hôm được không ngày hôm đó con tôi mổ cho nên là giờ đi ăn vâng ca mổ tim của tiểu màn thèo suốt mấy tiếng cũng diễn ra thành công nhìn con bé đang nằm trong giường hồi sức mà cô hạnh phúc biết bao nhưng mà cái phòng vip mà cô vội hỏi bác sĩ bác sĩ ơi sao con cháu lại nằm phòng này à cháu không có tiền để trả tiền phòng đâu ạ cái này là được khuyến mãi, cô đừng có lo à, Vâng, cháu cảm ơn ạ Lần đầu tiên cô nghe thấy là mổ tim lại được khuyến mãi nằm phòng VIP Có hơi kỳ lạ, nhưng thuộc kể Băng châu cửa đấy chăm con bé không rời mà bước Đến chiều tối Khải Uy cũng vào thăm Mang theo bao nhiêu là quà bánh Dù mới khỏe lại nhưng mà tiểu màn đầu rất háo hức Băng châu cản con Nghỉ ngơi đã Khi nào khỏe mẹ lại cho đi chơi về mẹ cho con con thỏ bông kia đi con thích lắm khải uy nhanh tay ôm lấy con thỏ to bự to hơn cả con bé đặt lên trên cạnh giường nó đây này thích chưa bàn tay yếu ớt đưa sang sờ vào đám lông mềm của con thỏ tiểu màn thầu cười tít mắt thích lắm ạ à. ngoan băng châu lại bên lý nhí bên tai khải uy tôi tôi cảm ơn anh anh đừng suy nghĩ việc tối hôm đó do tôi tự nguyện thôi nhắc đến chuyện tối hôm đó khải huy cũng ngại lắm đôi mắt đá đi lung tung à tôi chuyện hôm đó tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô không cần đâu ạ việc tôi làm tôi chịu tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả tôi không muốn ràng buộc anh mất công người ta nói tôi leo lên giường của anh vì tiền mà quả thật là như vậy vậy thì cô cứ đến làm việc cho nhà tôi là được sau khi tiểu màn thầu đã khỏe lên Bọn họ dọn về nhà của Khải Huy ở Với lý do sức khỏe con còn bé Còn yếu Nên ở chỗ nào thoáng mắt sạch sẽ hơn Tiện việc cho cô làm hơn Vì thế nên cô đã đồng ý Lờ gần rơm lâu ngày cũng bén Khải Huy rất yêu thương tiểu màn thầu Con bé cũng rất quý Khải Huy Suốt ngày gọi Khải Huy là ba ba Và quấn quýt không rời Khi duyên số nó ập đến Thì có đỡ cũng không kịp Nhân duyên của Khải Huy và Băng Châu là mở ra con đường hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, và là chúng ta vừa cùng với đồng hành với Hồng Nhung trong 6 tập của bộ truyện Vốn dĩ là nhân duyên được viết bởi tác giả Minh Nguyễn và tập 6 của ngày hôm nay cũng là tập cuối cùng khép lại cho câu chuyện này. Và sau bộ truyện ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ còn hứa hẹn rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa để phục vụ cho sở thích nghe chuyện của quý vị khán thính giả trên chị dậu và tất cả những quý vị đã theo dõi hồng nhung trong suốt những thời gian vừa qua và ngay sau đây thì thay mặt cho tác giả ekip sản xuất của chị dậu cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hồng nhung sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo cảm ơn quý vị rất nhiều